Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực man. Cặp đực man. Cặp này thì chủ báo giá là 32 triệu nha các bạn, 32 triệu. Man lở, chân móng đồ hoàn thiện, giấy hai hòn. Giấy đen hai hòn nè, không lan giá nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh bạc gu nè. Cặp đực man lở nha các bạn. Chân móng sò, giấy hai hòn đen hui, không lan giá. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết, bạc gu, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, xây mặt, xây lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xây mặt, xây lưng đồ nghiêm chỉnh hết, cặp man này tay trung trung nha các bạn. Đó, bò đỏ ao, không lan giá, sái tích nghiêm chỉnh. Sườn cối luôn các bạn, sườn cối luôn nha. Giải hai hòn, sườn cối. Cặp đực man này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó các bạn thấy không? Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh quyền bò hết các bạn, không lan giá nha. Giá hai hòn, chân móng sò, kiền khú luôn. Xương cối. Giá 32 triệu bằng 32 triệu cặp đực man này các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, giá hai hòn bạc gu. Sải tích nghiêm chỉnh, đòn thì dài, yếm dầu thì nghiêm chỉnh, chân móng là móng sò. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Cái dòng đực man này to con lắm các bạn, chịu nhiệt tốt, to con. Đòn cận cảnh anh em thấy luôn, cao 1m16 bò nè, ngay ngón tay nè anh em, 1m16 bò nè. Đây, 1m16 bò, sải tích nghiêm chỉnh, con này cao 1m16 bò. Đít nè. Đít nè, đít cao 1m21, đực man này cao 1m16, đít cao 1m21, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá, chân móng sò hoàn thiện, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh, giấy đen hai hòn, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh, giấy đen hai hòn các bạn, xe mặt xe lưng thì nghiêm chỉnh, gu thì bật, đòn thì dài, chân móng đồ hoàn thiện, xương thì cối. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó các bạn thấy không? Bật cực kỳ bật nè. Xây mặt xây lưng thì nghiêm chỉnh, giấy hai hòn, đòn thì dài, chân móng đồ hoàn thiện, yếm dầu thì nghiêm chỉnh. Cặp đực man này chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Còn tiếp theo, hai con này chiều cao nó cũng ngang ngang nha các bạn. Xây mặt xây lưng đồ nghiêm chỉnh nè, đỏ ao nè, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè, đòn thì dài nè, xương cối nè. Đó, xương cối nè các bạn thấy không? Đó, xương cối, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Đó, dàn chân móng đồ hoàn thiện hết. Cặp đực man này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn. Dòng cặp đực man lở nè các bạn. To con dữ lắm các bạn ơi. Con nào dàn xương cũng cối nha các bạn. Con nào dàn xương cũng cối hết. Giá 32 triệu bạn, 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình nè. Giấy đen hai hòn nè. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh nè. Cặp đực man này chủ báo giá là 32 triệu bạn, 32 triệu. Gu bật nè. Gu bật nè, lưng thẳng nè, đòn dài nè, giấy hai hòn nè. Chân móng thì hoàn thiện nè. Chân móng thì hoàn thiện nè. Yếm dầu thì nghiêm chỉnh nè. Yếm dầu nghiêm chỉnh nè. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 32 triệu cặp đực man này các bạn, 32 triệu. Cái dòng man các bạn vô béo cực kỳ nhanh các bạn, to con nha. Vô béo cũng nhanh mà to con. Chịu nhiệt tốt. To con dữ lắm các bạn. Cặp đực man lở nha các bạn. Cặp đực man lở nha. Chủ báo giá là 32 triệu các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đây, cao 1m15 bò. Đít cao 1m2. Đực man này cao 1m15, đít cao 1m2.
Đó, yếm dầu nghiêm chỉnh, sái mặt, sái lưng đồ nghiêm chỉnh. Còn này tay cũng trung trung lên các bạn, tay cũng lớn nhưng mà trung trung à. Đó, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết, đòn dài các bạn. Đó, gu thì bật, sái mặt sái lưng thì nghiêm chỉnh, giấy đen hai hòn. Đó, giá là 32 triệu. Con này thì cao 1m15 bò, đít thì cao 1m2. Con còn lại thì cũng cao 1m16, đít cao 1m21. Sái tích nghiêm chỉnh không lan giá. Đó, giá là 32 triệu cặp được manh lỡ nè các bạn, 32 triệu. Đó, con này các bạn không? Yểm dậu nghiêm chỉnh bật gu, đỏ ao không lan giá. Đó, cặp được manh này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Cặp được manh chủ báo giá là 32 triệu, con cao 1m16, con cao 1m15. Giá là 32 triệu, sái tích hàng được manh này nghiêm chỉnh hết các bạn. Quyền bò hết, giá 32 triệu. Cảm ơn các bạn theo dõi video.